Tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam vừa tổ chức trực tuyến lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tuyên dương cán bộ đoàn xuất sắc giai đoạn 2016-2020, gương mặt trẻ tiêu biểu và triển vọng toàn quân năm 2020. Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chủ trì buổi lễ. Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Chính ủy quân khu chủ trì tại điểm cầu quân khu 5. Tại buổi lễ, Đại tướng Lương Cường khẳng định, tuổi trẻ toàn quân đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, ra sức thi đua, sung kích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan đơn vị, góp phần tô thắm hình ảnh, phẩm chất cao đẹp bộ đội cụ hồ, xây dựng quân đội và bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ mới. Năm 2020, toàn quân có 10 gương mặt trẻ tiêu biểu, 18 gương mặt trẻ triển vọng và 90 cán bộ đoàn xuất sắc giai đoạn 2016-2020 được bình chọn. Trong đó, quân khu 5 có Thượng úy Phạm Văn Linh, Bí thư đoàn cơ sở, phòng kỹ thuật, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa được tặng bằng khen gương mặt trẻ triển vọng. Trung tá Trần Văn Đông, trợ lý thanh niên, phòng công tác quần chúng, cục chính trị và Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Đình Hải, Bí thư đoàn cơ sở, phòng kỹ thuật, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắc được tặng bằng khen cán bộ đoàn xuất sắc giai đoạn 2016-2020.